lên những cái chức này thì tụt xuống làm người dân. Tôi bây giờ đang là quan chức, nói có người nghe đe, có người sợ, làm người dân làm cái đích. Ngươi làm quan rồi, dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì? Dạ không, không phải không làm được, nhưng mà sợ tụt xuống dưới lại không ngon lên được nữa. Làm dân nghèo lắm ạ. Tiền nhiều thì để làm gì? Dạ để mang về cho mẹ.